tôi không biết chuyện gì nữa, mà cổ la dữ lắm cô ơi. Tôi lo quá. Chị Mười. Dạ. Dạ cậu kêu tôi hả? Dì xuống lấy con dao lên phòng của tôi đi. Gì vậy cậu? Tôi nói thì dì đi đi, thắc mắc làm cái gì? Ê, trời đất ơi, cô Lan ơi, cô sao vậy? Cô sao vậy cô Lan? Lan có cô, sao cô? Có sao không? Hả? Anna. Anna đây. Anna cởi trói cho Lan đi. Để Anna cởi. Dì Mười, dì cầm dao làm gì vậy? Tại cậu kêu tôi cầm lên á. Dì cũng cởi trói đi. Cô ơi cô, Lan có sao không? Cô không sao. Cô có sao không Anna? Lan quyết định đi thiệt hả? Ừ. Ra ngoài Lan thuê khách sạn ở. Ở đây Lan chịu hết nổi ổng rồi. Về lâu dài Lan tính làm sao? Anna. Anna về ở với Lan nha. Lan có căn hộ bên quận 7. Lan ở một mình sợ lắm. Anna về ở chung nha. Không được đâu Lan. Anna còn có công việc nữa. Vài bữa nữa Anna phải trở về bên kia rồi. Anna. Tại sao vậy? Việc gì? Anna có nhiều việc lắm, Anna không thể nói được. Việc gì? Việc gì Anna nói đi. Thì là có nhiều việc đó mà. Anna không yêu Lan sao? Lan chia tay chồng để về ở với Anna. Lúc đó tụi mình sẽ tự do sống bên nhau. Không được đâu Lan. Không được đâu. Anna chỉ xem Lan như là bạn thân thôi. Anna nói gì vậy? Tại sao lúc đầu Anna nói khác, bây giờ nói khác? Anna, Lan yêu Anna mà. Anna. Lan đừng làm Anna sợ. Anna. 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 Trời ơi. Ủa cô, sao cô không ở lại chơi? Tôi phải về đây. Ở lại ăn cơm. Tôi phải về cô rồi. Cô đang buồn á, cô đừng có đi. Anna, cô đang lại. Buồn á cô. Anh Lan, đứng lại. Có chuyện gì cô vậy? Lan, anh Cường cứu em với. Chuyện gì vậy hả? Tôi nghiệp. Chuyện gì vậy? Giết mấy người bây giờ lại đòi giết người. Chuyện gì? Phản bội. Chết đi. Buông ra. Buông tôi ra. Làm cái gì vậy? Buông ra. Anh à. Chị Linh. Anh à. Chị Mười. Mở cửa giùm con về. Ủa mà chuyện gì vậy cô? Mau ra mở cửa giùm con đi.
đi đâu đó. Anh muốn gì? Anh muốn trị bệnh cho em. Em đang bị bệnh mà. Em có thể thoát ra khỏi căn phòng này, nhưng chưa chắc em thoát ra được căn nhà này. Cổ tới gì sớm dữ trời. Diêm ơi, dì đang quét sân hả? Ủa cô tới gì sớm vậy? Cậu Cường á, cậu chưa có đi làm đâu. Cậu đang còn ngủ ở trển á. Dạ, vậy lát nữa con quay lại nha dì. Dạ. Dì ơi, khách nào sớm dữ vậy? Dạ. Dì ơi. Dạ, cậu kêu tôi hả? Tiếp khách sớm quá vậy? Tại cổ tự tới á, chứ tôi đâu có kêu cổ đâu. Thiệt á. Vậy sao dì Mười không mời cổ vô nhà chơi? Từ đầu có dám. Cậu ăn sáng nghe. Cậu ăn đi, tôi nấu cho cậu với cô Lan ăn nghe. Vậy dì Mười xuống bếp nấu giùm con chén súp cho Lan đi. Dạ, tôi đi liền. Lát anh gặp em ở chỗ làm của em nha. Thì mời em ăn sáng uống cà phê thôi. Ok. Chị ơi. Dạ. Lên trên này cô dặn chút. Cậu dặn tôi cái gì cậu? Bắt đầu từ bữa nay, con trai ngoài sẽ khóa tất cả các cửa lại. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Có ai hỏi vợ con ở đâu, dì cứ nói vợ con đi chữa bệnh rồi nghe. Ủa, cô Lan cô đâu có bệnh đâu cậu. Vợ con bị bệnh, bệnh rất là nặng. Dì không hiểu được bệnh của vợ con đâu. Vì mà để Lan đi ra khỏi nhà là tính mạng của dì con không đảm bảo đâu. Dì nhớ giùm con là không được cho cô Mỹ Hạnh vô nhà. Dì nghe chưa? Dạ. Nhưng mà cậu ơi, sao cậu cứ nhốt cô Lan ở trên phòng hoài vậy? Đã nói dì có hiểu là vợ con đang bị bệnh. Dạ. Bệnh này không được tiếp xúc với ai. Dạ. Dì nghe chưa? Dạ nghe. Hiểu rồi. Cô bệnh gì mà cô la dữ vậy cô? Cô ăn gì không? Cô ăn gì cô nói đi, tôi nấu cho cô ăn. Cô đừng đứng gần tôi.
Nhưng mà con thắc mắc, sao mà dì bịt kín hết người vậy? Không được, bây giờ là cô ăn cái gì cô nói đi. Cô đang có bệnh, cô đừng có đến gần tôi, lây bệnh cho tôi tội nghiệp lắm. Cô ăn gì cô nói, tôi nói với cô ăn. Dì Mười, dì Mười, thả con ra. Dì Mười, dì Mười mở cửa cho con đi. Cô ơi, con muốn xuống nhà, cho con xuống nhà đi. Cô ráng đi, vài ngày đi, chừng nào hết bệnh rồi hãy ra nghe. Con đâu có bệnh gì đâu dì Mười, dì trả điện thoại cho con đi. Không có được. Trời ơi, khi nãy mình có mở cái khẩu trang này xuống không trời? Nói chuyện với cổ có lây bệnh không đây nữa? Có chuồng cửa. Chào cô, có gì không cô? Dạ, con chào dì Mười. Con là Mỹ Hạnh nè dì Mười. Biết rồi. Dì mở cửa cho con vô nhà chơi một chút đi dì. Được chứ. Sao vậy dì Mười? Dì Mười ơi, mở cửa cho con đi dì. Tôi không có ở nhà nghe cô. Ủa, sao lạ vậy? Có chuyện gì vậy ta? Alo, Mỹ Hạnh nghe đi. Anh Cường. Dạ, em đang ở nhà em. Em đang ở nhà hả? Giờ này mới ngủ dậy sao? Dạ, em mới ngủ dậy. Em tới nhà hàng liền đi. Nhân viên gì mà giờ này chưa đi làm nữa? Anh có chuyện muốn nói với em. Dạ, vậy anh đợi em chút xíu nha, em sẽ tới liền. Ok em. Dì Mười, dì Mười thả con ra đi. Ai nói với dì Mười con bị bệnh vậy? Cậu Cường đó. Cậu Cường á nói với tôi là cô bị bệnh nặng dữ lắm. Bởi vì vậy cho nên tôi sợ bị lây nhiễm, nên tôi phải bệnh vậy đó. Cô thông cảm cho tôi nghe cô. Dì Mười, dì Mười mở cửa cho con đi. Con muốn nói chuyện với dì Mười. Dì Mười.
Vô đi. Sao? Hôm nay có chuyện gì quan trọng dành cho em đi? Chuyện quan trọng của một người đàn ông muốn nói với một cô gái đẹp. Chỉ là anh yêu em mà thôi. Không, em thích được nghe câu nói thật cơ. Nhưng mà hình như anh là người nói dối như thật, đúng không? Anh thích em thật rồi đó. Anh luôn thích những người phụ nữ thông minh. Thích, nhưng mà sợ đúng không? Vậy em nói đi. Anh đang muốn nghe em nói thật. Em là ai? Em tưởng là anh phải biết rõ em là ai rồi chứ. Sao chưa biết rõ em là ai mà đã dám nói yêu em rồi? Anh có việc. Anh rất thích nói chuyện với em. Hẹn em tối nay nha. Ừ. Bây giờ anh có việc quan trọng cần phải giải quyết. Dạ, cảm ơn anh. Việc quan trọng là cần phải nói với một cô nào đó câu anh yêu em à. Alo, cậu ơi cậu, cổ tự xô cửa phòng ra đó nghe. Chứ không phải tại tôi đâu ạ. Cậu, tôi nói cậu nghe nè, bây giờ á, cổ đang qua bên phòng của cậu rồi. Về gấp giúp tôi đi, tôi nóng ruột quá, một mình tôi làm sao mà giữ cổ được. Cậu, cô không được đi, cô đang bệnh. Dì Mười, dì có tránh ra cho con không? Nhanh lên. Không là không, nhất định là không. Cậu Cường nói á, cô mà bước ra khỏi nhà là cậu Cường giết tôi chết. Bây giờ dì có tránh ra không? Không là con xô dì té đập đầu luôn á. Xô đi, xô đi, xô đi. Đậu nè, cô xô đi. Đậu nè. Tôi cũng muốn cô xô tôi cho tôi chết trước cho rồi. Chứ xong chi mà tôi chết lần chết mòn phải canh cô kiểu này. Dì Mười, dì ở đây với con bao nhiêu năm rồi, dì biết con thương dì ra sao phải không dì Mười? Tôi cũng thương cô. Tôi cũng thương cô như là con gái của tôi vậy đó. Vậy thì dì tránh ra cho con đi đi. Con ở đây bị chồng con đánh đập hành hạ dữ lắm. Con ở đây là con chết đó. Không phải đâu, tôi thấy cậu Cường cũng thương cô dữ lắm mà. Cậu Cường lo lắng cho cô dữ lắm đó. Cậu Cường nói là cô bị bệnh, cô bệnh nặng lắm, không được ra đường, nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Con đâu có bệnh gì đâu. Dì Mười đừng có tin ổng, ổng nói xạo á. Đừng. Né ra, đánh ra. Cô không được tới gần tôi. Cô lây bệnh cho tôi, tội nghiệp tôi lắm, cô biết không? Dạ. Vậy dì Mười, dạ, con sẽ tránh xa dì Mười. Tránh ra, tránh ra. Con sẽ tránh ra. Con sẽ tránh ra. Ui da, ui da. Trời ơi, cô Lan ơi, cô làm ơn cô đừng có chạy giùm tôi, cô Lan ơi. Cô Lan ơi, 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 cô Lan ơi. Cô Lan ơi, đừng bằng cô. Cô ơi, đừng. Cô Lan, cô Lan. Chị đi đâu? À,
Dạ em chào anh. Anh cần mua loại gì vậy? Anh muốn mua cô chủ có được không? Dạ. Anh nói giỡn thôi. Nhưng mà anh muốn gặp chị Anna. Dạ anh có hẹn trước với chị Anna chưa ạ? Anh chưa hẹn. Anh chưa hẹn. Dạ vậy anh đứng đợi em để em gọi chị Anna. Dạ dạ anh tên gì anh ạ? Anh tên là Cường. Dạ vậy anh đợi em chút xíu ạ. Dạ alo chị Anna ơi, có anh Cường gặp chị ạ? Em thực sự không biết Lan bị đồng tính hay sao? Em quen Lan lâu chưa? Dạ không. Em... tụi em quen nhau cũng 2 năm rồi. Em chỉ nghĩ là bạn thân thôi. Vậy hai người quen nhau trong trường hợp nào? Trong một buổi... thời trang. Lan là siêu mẫu. Em thấy Lan đẹp nên đến làm quen. Chỉ vậy thôi sao? Dạ, chỉ vậy thôi. Và sau đó Lan thường xuyên mời em đi vũ trường, đi ăn tối và đi chơi. Lan rất tốt với em. Cái cửa hàng này là của em và Lan mở chung đó. Anh biết rồi. Vì vậy hôm nay anh tới đây là để xem tụi em kinh doanh ra sao. Em có cần anh giúp gì không? Lan sao rồi anh? Cổ đang bệnh, đang ở nhà. Bệnh gì? Bệnh đồng tính. Em biết mà. Anh muốn thay đổi cổ. Hả? Làm sao anh thay đổi được giới tính của cổ? Tôi rất yêu vợ tôi. Em biết không, cô ấy bị tâm lý thôi. Hồi nhỏ cô bị cha dượng hãm hiếp. Có thể vì vậy mà cô bị ảnh hưởng. Cũng không loại trừ trong giới showbiz. Người ta đang lây bệnh cho nhau đó. Bởi vậy, bắt đầu từ bữa nay, anh sẽ thay vợ anh chăm sóc cửa hàng này cùng với em. Mọi sổ sách chứng từ khi nào xong thì báo cho anh biết. Anh đi trước đây. Ok. Cậu ơi, trời ơi, cậu về tôi mừng quá. Cậu ơi, cậu lên liền đi, tôi sợ cổ chết quá à. Không sao đâu, cổ chỉ bị sốc thuốc thôi mà. Dạ. Đây. Trời ơi, uống thuốc gì vậy trời? Uống chi mà tới nỗi sốc thuốc dữ vậy? Thiệt là khổ cái tấm thân. Ông đang ở đâu vậy? Tới nhà tôi liền đi. Giờ tôi dùng quá liều, lời bục hít. Tranh thủ nha.
Em đỡ chưa? Ăn phở nha. Để anh kêu dì Mười nấu phở cho em ăn. Hay anh đưa em ra biển cho em chơi vài ngày nha. Ai vậy? Chỉ là cô nhân viên thôi. Em ở đây nha. Hình như có gắn camera thì phải. Em tới đây tìm chim để bắt hả? À, dạ. Không, không có. À, hình như là anh không có hẹn em buổi sáng tới nhà để gặp anh đúng không? Dạ phải. Phải rồi. À, em đến tìm dì Mười. Ờ à, vậy em với dì Mười là có bà con hay sao? Có quen biết trước à? Thôi được rồi. Em thành thật khai báo với anh vậy. Thật ra em đến tìm dì Mười là để tìm hiểu anh. Vậy được chưa? Đưa chìa khóa cho anh. Anh chở em tới một nơi bí mật, tha hồ mà tìm kiếm. Chứ em gặp chị Mười cũng đâu biết gì về anh đâu, đúng không? Sao đến nỗi như vậy vậy cô? Cô bệnh gì vậy? Hèn gì cậu Cường á, không có cho tôi tới gần cô. Nói tới gần cô á sẽ bị lây nhiễm, nên tôi sợ. Tôi thương cô lắm, tội nghiệp quá. Không có con có cái gì hết á. Chồng thì bỏ đi suốt ngày, còn điện thoại thì cắt hết đường dây luôn. Tôi thấy tôi cũng thương cô nữa. Cổ bị bệnh gì vậy ta? Sao cổ không phản ứng gì hết vậy? Dì Mười.
Sao dì Mười giật đồ ăn của con? Sao cô ăn dữ vậy? Lúc trước cô đâu có ăn mấy món này. Cô phải giữ dáng cho đẹp. Cô mà ăn như vậy hả? Cô mập giống như tôi nè. Sao giờ cô ăn dữ vậy? À, tôi biết rồi. Hay là cô có bầu? Cô có bầu phải không? À, tôi hiểu rồi. Hèn gì cậu Cường không có cho cô đi ra đường là phải. Hôm trước nè, bà vô đây nè, bà chửi cậu Cường quá trời luôn. Bà chửi vậy nè: trời quá, tụi bay á, giết người không gớm to, vì răng mà tụi bay không đẻ cho tao một đứa cháu nào. Hey, trời ơi, bà chửi vậy đó. Cô ơi, có phải là cô có bầu không? Nếu mà cô có bầu rồi á, cậu Cường mừng dữ lắm á cô. Cô ơi, cô đừng có khóc nữa. Cô mà khóc á, tôi khóc theo á. Dì Mười, cô ơi, đừng khóc nữa nghe cô.